Slovakia tặng Đức Thánh Cha vật liệu y tế để giúp bệnh nhân COVID-19. Để cảm ơn Đức Thánh Cha đã viếng thăm Slovakia, Tổng thống nước này, bà Susana Kaputova, đã gửi các dụng cụ y tế cho các cơ sở của Tòa Thánh đang giúp đỡ những người gặp khó khăn. Quà tặng đã được gửi đến Vatican vào trưa ngày 21 tháng 10 2021, gồm một máy thở, hơn 100.000 khẩu trang 3 lớp, các loại đèn diệt khuẩn và khử trùng khác nhau có thể được sử dụng để chống lại đại dịch COVID-19 và giúp đỡ những người yếu đuối nhất, người nghèo và bệnh nhân trong các cơ sở y tế và chăm sóc xã hội dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh. Trong một thông cáo báo chí, ông Marek Lisanski, Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia cạnh Tòa Thánh và cạnh Hội Hiệp sĩ Manta đã thông báo về quà tặng này. Nhân dịp này, ông Marek Lisanski đã gặp gỡ Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức Hồng Y đã bày tỏ lòng cảm kích đối với nghĩa cử vị tha của Tổng thống Cộng hòa Slovakia và sự quan tâm của Slovakia đối với những người yếu đuối nhất và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Thánh Cha đã viếng thăm Slovakia từ ngày 12 đến 15 tháng 9 2021. Đây là quốc gia thứ 54 được Đức Thánh Cha viếng thăm trong hơn 8 năm kể từ khi Ngài được chọn làm giáo hoàng vào tháng 3 2013.